Calamama.me, website chơi chẵn lẻ Momo uy tín, giao dịch tự động 24/7, trả thưởng sau 30 giây, top thắng tuần nhận thưởng quá to, thắng ngay thua là do cách chơi của bạn. Cùng chiến ngay tại Calamama.me. Đổi thẻ số 2.com, website đổi thẻ số 2 và các loại thẻ game khác. Đặc biệt khi mua thẻ có chiết khấu lên đến 6%, truy cập ngay đổi thẻ số 2.com. Ok, xin chào anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình. Vâng, vẫn là mình em ơi. Thì hôm nay mình sẽ dẫn anh em đến server làng đá 2, và đặc biệt là mình sẽ làm video về giao bán con nick này. Thêm nữa là mình sẽ giao bán thêm một con nick nữa ở trên cái clip này, tại vì là hai nick cùng một chủ anh em nhá. Thế nên là mình sẽ review hai nick cho anh em lựa chọn và anh em có thể thả giá. Thêm nữa là mình sẽ để link Facebook chủ nick ở dưới mục bình luận game, anh em để thương lượng và thả giá giúp mình, tại vì là cái chuyện giá cả nó khá là nhạy cảm khi mình gọi là công bố trực tiếp anh em ạ. Rồi, ok, đi để mà nói với con đắc hỏa Hà My này, nó là một cái gì đó gọi là khá là mờ nhạt đối với mình anh em ạ. Thực sự là chưa gây ấn tượng gì đối với mình ở cái gọi là quãng đường đi xe vào, và con đắc này hiện tại là cũng đang khá là nổi về cái gọi là tầm này anh em ạ, về cái bộ cái làng vị thú và thêm nữa là cái set đồ. Mình thật sự với anh em luôn, đập những cái tầm như thế này là một cái gì đó là nó khá là khỏe rồi anh em ạ. Không biết là suy nghĩ chủ lịch như thế nào, nhưng mà mình thấy cảm giác một khá là tiếc nuối anh em. Rồi, thì đây, trước mặt anh em đây là một con đắc gọi là full 17, full trang bị Zinegan, và thêm nữa là cường hóa 18 theo cấp luôn. Và thêm nữa, mình sẽ gọi là review sâu hơn anh em nhá. Rồi, quả danh hiện tại là 180.657. Đấy, vòng quay có kích vòng quay anh em. Nói chung là vẫn cứ làm đều đều thôi anh em. Vẫn như cái là cái câu nói gọi là giá khi nào có thằng mua thì mới thôi lạp, nhưng mà vẫn cứ lạp rồi anh em, lạp đều thôi. Tại vì bây giờ tầm như này ấy, thì cũng chỉ cần có 50 số 2 thôi là chúng ta có thể mua được tinh thành rồi anh em ạ, không cần phải nhiều. Rồi, về cái mục cấp chế tạo, hiện tại đang là cấp 506, hoạt lực hiện có là 7.125. Và hiện tại bản xếp hạng hiện tại là đang là top 3 cao thủ anh em nhá. Top của cải là top 5 của cải, top tài phú là top 2 anh em nhá. Chuyện cần thôi, không review nữa anh em. Và nói chung là hiện tại là cuộc cải tuần này con được up khá là căng anh em. Rồi, để mà nói thì nick này thì anh em ạ, không chê luôn được. Có cho mình là vũ khí hệ lôi, cảm full 17 anh em nhá. Trang bị Zinegan kháng thủy anh em. Rồi, trang bị Baikagan kháng lôi. Trang bị gì nhỉ? Sharingan à? Đây, Sharingan này, kháng thổ anh em. Vậy là con đắc này hiện tại đang lôi thủy thổ à? Đúng rồi, lôi thổ thủy anh em. Đấy. Về chỉ số thì hiện tại có cho mình là giảm sát thương là 5.110. Né tránh là 4.926. Nói chung là khá là kinh dị về cái điểm gọi là giảm hiệu ứng anh em. Công hiện tại có cho mình là 21.277. Chính xác là 4.498, nói đơn giản là 4.500. Và là anh em biết skin này là những cái gì rồi anh em ạ. Tấn công anh chí mạng 269, full chakra. Wow. Về chiêu thức thì vẫn cứ là Kamui đây anh em. Về dự phòng, dự phòng hiện tại đang có tận khoa cho mình gọi là 4 đồ 16, chưa khảm ngọc anh em nhá, chưa khảm ngọc. Nói chung là 4 đồ 16 là anh em thích gì chuyển đâu chuyển thôi, không phải đắn đo gì cả. Có nhất vĩ dự phòng và tam vĩ đang cộng 17 anh em, là chuẩn bị lên tứ vĩ đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là review cho anh em cái skin vĩ thú này. Wow, tề mà anh em luôn, không biết là Hà My mở bao nhiêu phát, nhưng mà mình phải công nhận là hên, đã hên rồi lại còn đỏ lại còn khỏe cơ anh em ạ. Cái này là mình rất tiếc nuối là cái nick này tại sao gọi là mới được gọi là chưa có một cái huy hoàng nào mà đã giao bán nick anh em. Không biết là có một cái mưu đồ gì anh em ạ. Nhưng mà để mà nói thì đã lên clip như này là giao bán thật. Đấy. Mong anh em gọi là thông cảm với chủ nick em nhá. Rồi. 2 hỏa diệm, 3 san hô và 1 mã giác anh em nhá. Khá là mắc bình luôn anh em. Gọi là công thủ toàn diện anh em. Đấy. Về dương đồ xem nào. Dương đồ thì có cho mình là wow, 30-12, 36-11 này, 37-38, 39-40, 41-42,
43, 44, 45, 46, 47, 47, 11. Tôi coi như là chỗ này xem nào. 3, 4, 3, 12 này. Coi như là chỗ này là 12 viên đi. 12 viên 11. Và 47 viên nữa là thành 59 à. Ồ, 50, tất cả là 59 viên 11 anh em. 60 đi. Chỗ đã 10 này là 60 đi. 60 viên 11. Đấy. 400m bạc khóa. 2 triệu 5 bằng khóa này. Còn 5 hơn 54k bằng khóa này. Đấy. Nói chung là chủ lịch bảo giao bán thì bán cả đồ luôn. Tặng cả đồ luôn. Đấy anh em. Khá là ác, nó cháy luôn. Cấp hiện tại là đang cấp 62 cộng 7.75%. Thì bây giờ mình sẽ tách cải trang ra xem nào. Còn cái này cải trang như thế nào. Cải trang hiện không cần nói gì đâu. Tầm này cải trang khá ngon anh em. Thiếu mỗi lục đạo thôi anh em. Đấy, không cần bàn cãi gì. À, thiếu cải trang cai thử môn nữa anh em. Rồi, nói chung là cải trang này ok rồi. Không phải bàn cãi gì nữa. Cai thử môn với cả cải trang lục đạo thôi. Còn anh em gọi là góp ý như thế nào thì mình xin chấp nhận. Chứ bây giờ để mà nói thì động những cái trang thiếu ra thì mình chịu rồi anh em. Đấy, anh em bắt lỗi kinh lắm. Mình không chịu được. Mình hãi luôn, mình sợ anh em luôn. Mình xin anh em ấy. Đấy. Rồi. Thì bây giờ sao ta? Xong hết chưa? Chúng ta sẽ chuyển sang một con nick khác rồi nhờ anh em nhờ. Ok anh em nhá. Chuyển nick rồi anh em ơi. Rồi. Đây. Trước mặt anh em đây là một con nắc hệ thủy cũng tên Hà My luôn anh em. Một video gọi là tha hồ cho anh em lựa chọn. Rồi, và mình sẽ đăng nhập. Rồi. Nhìn khá là cháy luôn anh em. Nhìn không khác gì gọi là con nick hỏa cả. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là review xem nào. Hiện tại con nick Hà My này ám khí là top 4 cao thủ. Top của cải là top 3. Top bao nhiêu? À đây. Top 2 anh em ạ. Ác vậy. Mình đi mãi nhìn top 5 anh em. Top tài phú xem nào. Top tài phú anh em để ý là ám khí nhá. Top tài phú là top 8 anh em. Úi giời, con ma mị. Bèo con ma mị là phát. Rồi. Top tài phú top 8 anh em. Chứ cần không nói làm gì. Nói chung là hai con nick này là top sấp xỉ nhau rồi. Được này mất kia, được kia mất này. Không thể thiếu thốn gì cả anh em ạ. Rồi, về cái phúc lợi xem nào. Với một quà danh hiện tại đã tích lũy cho mình là 54.681 vàng. Vòng quay có gọi là ốp tinh thạch thôi anh em. Mình đã bảo rồi, giờ anh em có lập đơn anh em chỉ cần 49 vàng là đủ duy trì chơi 6x rồi. Rồi, nói chung là con nick này nó có một cái gì đó về bảng xếp hạng nó không chê đâu được rồi anh em. Bây giờ mình sẽ gọi là về cái mục là ta xem rồi này. Mục kho báu đi. Cấp chế tạo hiện tại là 364. Hoạt lực hiện tại có là 30 hoạt lực anh em. Về cái nhân vật xem nào. Nick này có cho mình là cái vũ khí hệ hỏa anh em. Vũ khí hệ hỏa thì sẽ gây bỏng à. Cộng 17 lên luôn anh em. Về set kháng thì có một set kháng thổ này. Đấy. Về set Bakagan thì kháng hỏa anh em. À được. Đúng. Ừ, kháng hỏa anh em. Đấy. Về set Sharingan à. Sharingan thì kháng phong anh em nhá. Rồi. Đọc set lên thì thổ hỏa phong anh em. Về giảm trừ sát thương là 4.225. Lẽ tránh là 4.199. Rồi. Điểm làm chậm tất cả là 8 anh em. Về cái công hiện tại là con này chắc là lại full MB rồi anh em. Công có hiện có là 25.273. Tấn công lực quái là 4.546 rồi. Chính xác là 3.547. Rồi. Bởi chắc ra. Tấn công cơ bản là MB cơ bản. Đấy là 705 là anh em biết đấy. Còn 1568 này là nó là cái cải trang rồi anh em. Đấy 1531 này. Full MB anh em. Về cái skin thì có bệnh biệt thiên thần anh em. Đã mở skin bị tú có cho mình một cái xa tốn cấp 6 anh em. Rồi, về dự phòng đang úp một cuốn bí kíp siêu cấp gọi là dự phòng để trưng thôi anh em. Rồi, chiêu thức skin bị tú mình xem rồi. Nói chung là con nick này là một cái gì đó xem là cải trang có ngon không anh em. Chọn rèn tách cải trang sao nào. Cải trang thì nói chung là cũng như
Không phải. Còn có cho mình là cái trang Obito này, cái trang Ben này, cái trang Kulan này, Itachi này và Hokage. Nói chung là con nick này nó một cái gì đó gọi là khá là ok thôi anh em. Đấy, không thể nào gọi là so sánh với con nick hệ hỏa gì đó anh em. Nhưng mà để mà nói thì về top thì nó không thọt anh em nhá. Em về anh em chỉ cần đầu tư cải trang thôi là khỏe rồi. Về top cao thủ cũng như top của cải không phải thọt đâu anh em. Đấy, quan chơi cái gì chơi, quan trọng top. Anh em hiểu không? Cứ top. Anh em ấy muốn mua nick là phải có top. Đấy, ok anh em nhá. Rồi, nói chung là một trong những con nick, hai một trong hai con nick này, anh em nào muốn mua con nick nào thì có thể inbox chủ nick, tí nữa mình sẽ để cái gì nhỉ, link Facebook ở mục bình luận ghi anh em nhá. Đấy anh em nhìn đâu, mình mà nói chuyện quá, mình không review dương đồ con nick này. Nói chung là đã nhiều phết, sức mạnh vĩ thú thì chẳng qua là chưa lên nhị vĩ thôi anh em, hoặc là không có nhất vĩ dự phòng thôi nên mới phải tách để trong dương này anh em. Đấy, nhưng mà nói chung là nick này là ok rồi, quan trọng là chủ nick gọi là thả giá bao nhiêu thôi anh em. Đấy, cứ thoải mái anh em. Thôi, chắc là clip của mình đến đây kết thúc anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi của mình. Bye bye, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá. Bye bye anh em.